Chào các bạn nha. Chào các bạn trở lại kênh Long Phi 1985 này nha. Mình đã gặp một cái tổ mới nữa nha các bạn. Rồi mình sẽ quay tổ ong cho các bạn xem nha. Cảnh ở đây đồi và trống trải. Trống qua trống luôn các bạn. Chỉ có cái bụi tre này thôi nha các bạn. Chỉ có một bụi tre thôi. Mình đã gặp một tổ ong như bụi tre này. Mình sẽ quay tổ ong cho các bạn xem nha. Rồi các bạn thấy tổ ong chưa? Tổ ong to. Thấy con không các bạn? À. Giờ mình đặt camera ở đây nha. Tổ mới này mình mới gặp nó nha các bạn. Bắt này thì mình xử lý mình để đây từ sau mình có quay lại review nữa các bạn xem nhé. Thấy rõ được không ạ? Giờ mình lên mình bắt thôi các bạn. Chưa có mặt nhiều các bạn, đang tạo lực quá trời. Giờ lấy được cái nào mình lấy thôi. Hai cục các bạn.
ba cục các bạn ơi. Ba cục nha. Mình xử lý luôn. Nó đang tạo ông tạo ông đực các bạn à. Nó đang tạo ông đực dưới này nè. Cắt bỏ phần ông đực. Rồi các bạn, mình lấy mặt xong để mình review cái mình lấy mặt xong cho các bạn xem. Đây, mình lấy mặt xong rồi các bạn. Mình để y lê tẩu nha các bạn. Đây mình xử lý phần ông đực này, cắt vỏ nè. Nha. Mình cắt vỏ phần ông đực. Mình để tổ này y đây nha các bạn. Đợi tuần sau mình quay lại có gì mình review tiếp cho các bạn xem nha. Phong cảnh này đẹp. Nếu các bạn thấy thích thì like và subscribe ủng hộ mình nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Nếu có mình có gì sai sót thì các bạn comment dưới cho mình biết, lần sau mình sẽ khắc phục và mình sẽ làm tốt hơn nha các bạn. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn nhiều video lần sau.